Hóa ra đây chính là lý do Hòa Minzy lặng mất tâm sau một thời gian scandal vạ miệng. Việc Hòa Minzy bỗng nhiên biến mất khỏi làng giải trí một thời gian khiến nhiều người tò mò. Hòa Minzy bỗng nhiên biến mất sau loạt scandal vạ miệng khiến nhiều người tò mò. Sau scandal vạ miệng với fan trên mạng xã hội, Hòa Minzy lặng lẽ biến mất khỏi showbiz. Mới đây, nữ ca sĩ bất ngờ đăng status trải lòng sau nửa năm vắng bóng. Cuối cùng, sau rất nhiều tháng ngày chữa trị xoan, bạn Hòa đã có thể thu âm xong bài hát. Đây là lý do mà sao mày yên ắng, thực sự là ca khúc đầu tiên thu âm xong thấy tuyệt vời vậy. Từng âm sắc sâu tận đáy lòng, tuyệt vời quá trong tôi, bồi hồi quá. Đi kèm với dòng trạng thái mới, Hòa Minzy cho biết bệnh xoan của mình đã được chữa khỏi, đồng thời hy vọng. Thực sự từ rời bỏ là Hòa đã cố gắng tạo cho mình một nét bỏ ngỏ trong giọng hát. Cố gắng tạo một nét riêng cho màu giọng không quá nổi bật của mình. Hy vọng đến bài hát này sẽ khiến khán giả dễ cảm nhận và nhớ. Trước đó vào tháng 2, 2019, bạn trai Hòa Minzy đăng tải hình ảnh được ca sĩ chữa trị trong bệnh viện. Dù không nói rõ bệnh tình, nhưng hình ảnh này cũng khiến fan vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, Hòa Minzy đã lên tiếng tiết lộ lý do cô mất hút khỏi showbiz là vì dành thời gian chữa trị xoan và thu âm, một sản phẩm âm nhạc thực sự chất lượng. Sau hit rời bỏ, cô mong rằng sản phẩm âm nhạc mới của mình vẫn sẽ được khán giả đón nhận. Hình ảnh Hòa Minzy nằm trong bệnh viện từng khiến fan lo lắng trước đây.